Thủy đón chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, làm mâm cỗ cúng ngày Tết là việc hệ trọng trong gia đình người Việt. Trong đó không chỉ là phong tục cần phải lưu truyền mà còn thể hiện thành ý hướng về cội nguồn, nhớ về tổ tiên, mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình nhân dịp năm mới. Thông thường thì chúng ta thấy trong mâm cúng của người gia đình có những món ăn truyền thống cơ bản như là xôi, đĩa xào và quan trọng nhất là một con gà cúng. Tuy nhiên không có quá nhiều người biết vì sao lại chọn gà để cúng và có ý nghĩa như thế nào. Thậm chí còn phạm phải sai lầm khi đặt gà cúng trong mâm cỗ dẫn đến hao tổn phúc báo, tài lộc tiêu tán. Nếu còn đang có những thắc mắc về việc cúng gà trên mâm lễ thì đừng bỏ lỡ video ngay sau đây của chúng tôi. Sai lầm tuyệt mệnh khi đặt gà cúng trong mâm cỗ ngày Tết khiến tiền vàng đội nón ra đi. Trước hết tìm hiểu ý nghĩa của việc dùng gà để cúng. Theo phong tục Việt Nam từ xa xưa thì trong mâm cỗ cúng giao thừa hay các ngày lễ khác trong năm thường có một đĩa xôi gấc đỏ tươi với ý nghĩa là cầu may mắn và tài lộc và một con gà trống miệng ngậm một bông hoa hồng đỏ với ý nghĩa khỏe mạnh, tinh khiết. Theo phong thủy, đêm giao thừa là đêm trời đất tối tăm nhất vì lúc đó là lúc mặt trời ẩn mình sâu nhất. Khi đó không ai bảo ai, người người nhà nhà đều cúng một con gà với hy vọng gà sẽ đánh thức mặt trời để chiếu nắng cho cả năm ấm áp. Gà cúng trong đêm giao thừa thường là gà trống hoa, loại gà trống mới le te gáy với mong muốn khỏe mạnh, tinh khiết. Từ đó tập tục cúng gà ngày Tết đã được gìn giữ và lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Ý nghĩa tập tục cúng gà ngày Tết, con gà được xem như biểu tượng gắn liền với tín ngưỡng tôn sùng mặt trời và có liên quan mật thiết với nghề trồng lúa nước của người Việt. Tập tục cúng gà ngày Tết với ý nguyện cầu mong một năm mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu của cư dân nông nghiệp. Hơn nữa, tập tục cúng gà ngày Tết còn thể hiện một năm đức tính mẫu mực của con người. Đó là văn, màu gà trống mang hình ảnh giống với cái mũ cánh chuồn của người Đỗ tiến sĩ ngày xưa, biểu tượng cho sự học hành tấn tới. Võ, cự gà sắc nhọn làm vũ khí tự vệ và chiến đấu. Dũng, con gà trống luôn là người thủ lĩnh trong đàn gà, sẵn sàng đánh nhau với kẻ khác để bảo vệ đàn gà của mình, biểu tượng cho dũng khí đặc biệt ở người đàn ông. Nhân, gà trống khi kiếm được thức ăn đều gọi bầy của mình đến ăn cùng, chứ không bao giờ ăn một mình, biểu tượng có tâm tính tốt đẹp của con người. Tín, gà trống luôn thức dậy vào sáng sớm, bất kể thời tiết khắc nghiệt như thế nào, gà vẫn gáy đúng giờ, biểu tượng cho chữ tín. Đặt gà cúng giao thừa như thế nào? Khi chuẩn bị mâm cỗ giao thừa, bạn phải đặt gà cúng lên đĩa to, tháo dây buộc nếu bày ngay ngắn trên đĩa tiết, lòng đặt dưới bụng gà. Tháo dây buộc bày ngay ngắn trên đĩa, tiết lòng đặt dưới bụng gà, mỏ ngậm bông hoa hồng đỏ. Điều quan trọng nhất là phải đặt đầu gà quay ra đường để đón quan hành khiển cai quản năm mới đi qua. Cách đặt gà cúng như vậy còn có ý nghĩa gọi mặt trời chiếu vào nhà mình. Từ xa xưa, gà luộc đã là món không thể thiếu trên mỗi mâm cỗ cúng của người Việt, đặc biệt trong lễ giao thừa và gia tiên ngày Tết. Mặc dù đã quá quen thuộc nhưng nhiều người, nhiều gia đình không biết cách đặt gà cúng như thế nào cho đúng. Trong văn hóa của người Việt, gà là món ăn không thể thiếu trong những mâm cỗ ngày lễ Tết. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đặt gà cúng đúng cách, thậm chí còn mắc phải những sai lầm. Vậy cách đặt gà cúng trên ban thờ như thế nào là đúng? Một số chuyên gia nghiên cứu cho rằng khi đặt gà cúng trên ban thờ nên quay đầu hướng về bát hương với tư thế được gọi là con gà biết kêu, biết gáy, đang trầu, tức là đang há miệng, chân quỳ và cánh duỗi ra tự nhiên. Nếu làm theo cách này thì nhiều gia đình làm có ý nghĩa, có đầu gà hướng ra ngoài thì đó là gà không chịu trầu. Thực tế là gà quay đầu ra ngoài sẽ đẹp hơn khi quay đầu về bát hương và phao câu chổng ra ngoài. Như cách đặt gà cúng như vậy chỉ đẹp mắt về hình thức, chứ không đẹp về ý nghĩa tâm linh và sự thành kính. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, thì việc đặt gà quay vào trong hay quay ra ngoài không quan trọng, bởi lẽ trong văn hóa thờ cúng thần linh từ xưa, người ta chỉ thờ một miếng thịt là đủ, chỉ khi cuộc sống đã đầy đủ hơn thì người ta mới cúng cả con gà. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý khi đặt gà cúng.
Khi cúng lễ thì nên để nguyên con gà trống, thể hiện sự nghiêng cẩn và đẹp mắt. Nếu là gà mái thì có thể chặt miếng nhưng không thể đẹp bằng. Khi chặt thì nên để nguội chứ không nên chặt lúc thịt gà còn nóng vì sẽ bị nát và méo mó, bắn bẩn xung quanh. Bạn cũng không nên cúng gà quay, gà rán, ninh rang vì hình thức không đẹp, mất đi sự nghiêm cẩn. Quý vị thân mến, cúng tổ tiên trong nhà là cách để con cháu thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với những người quá cố. Việc cúng kính không chú trọng đến hình thức mâm cao cỗ đầy mà chủ yếu là lòng thành kính, tri ân, thương nhớ và noi gương. Cũng chính vì lẽ đó nên người Việt rất cẩn trọng khi chuẩn bị mâm cúng giao thừa, từ những vật phẩm dâng cúng, vị trí đặt mâm cúng, cách soạn mâm cúng cho đến văn cúng giao thừa sao cho đầy đủ và chính xác nhất đều được mọi người quan tâm. Vậy mâm cúng giao thừa nên chuẩn bị những gì để phát tài phát lộc cho cả năm? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất là tuyệt đối không nên nếm ăn thử các món để làm cơm cúng. Đây là điều hết sức kiêng kỵ khi làm cơm cúng tổ. Khi nấu bạn chỉ nên nêm thức ăn một cách hợp lý, tuyệt đối không nếm thử. Vì theo quan niệm xưa, nếu nếm thử cũng đồng nghĩa với việc chúng ta ăn trước ông bà tổ tiên và đồ ăn mang lên cúng thành thức ăn thừa. Vì vậy, trong quá trình làm cơm cúng, bạn không nên nếm thức ăn. Thứ hai là không cúng món gỏi, món sống hay là có mùi tanh. Những món ăn chúng ta làm để cúng ông bà tổ tiên đều là những món ăn đã được nấu chín, được trình bày đẹp mắt, thể hiện lòng thành của con cháu với nguồn cội của mình. Mâm cơm cúng thường tránh những món sống hay là món có mùi tanh. Những món ăn này được cho là không tôn trọng thần linh. Mùi tanh còn gây ô uế cho bàn thờ, nên khi làm mâm cúng gia tiên, bạn nên tránh những món ăn này. Thứ ba là không mua đồ hộp, đồ ăn sẵn để cúng tổ tiên. Làm mâm cơm cúng tổ tiên là cách để bạn thể hiện lòng thành kính của mình, nhưng nếu bạn mua đồ sẵn ở ngoài hay đồ hộp về cúng mà không phải là đồ tự tay nấu, thì đó được cho là không thành tâm và quá hời hợt. Vì thế, người trong gia đình có thể bị của trách, gặp phải điều không may mắn trong cuộc sống. Thứ tư là không làm mâm cơm cúng tổ tiên có cá mè. Cá mè theo quan niệm của người Việt là biểu trưng của sự đen đủi và hãm tài. Vì vậy, người ta kiêng không ăn cá mè đầu năm, đầu tháng. Nếu trong những ngày Tết, bạn dùng cá mè để làm cơm cúng tổ tiên thì có thể làm ảnh hưởng đến sự bình an của gia đạo. Vì vậy, khi làm mâm cơm cúng tổ tiên, hãy tránh món cá mè ra nhé. Thứ năm, dùng bát đĩa mới để cúng. Bát đĩa để đựng đồ ăn, cúng cơm, cộng thêm bát đũa để cúng phải là bát đũa sạch mới. Tốt nhất bạn nên sử dụng một bộ bát đũa riêng cho việc cúng bái, tránh dùng chung với chén đũa thường ngày bạn đã sử dụng qua. Những lưu ý khi đặt gà trong mâm cúng ngày Tết để tài lộc ùn ùn kéo đến. Theo phong tục Việt Nam từ xa xưa thì trong mâm cỗ cúng giao thừa hay các ngày lễ khác trong năm thường có một con gà trống miệng ngậm một bông hoa hồng đỏ với ý nghĩa khỏe mạnh và tinh khiết. Khi đặt gà bạn cần lưu ý, thứ nhất phải đặt gà cúng lên đĩa to, tháo dây bụng nếu có, bày ngay ngắn trên đĩa, tiết lòng được đặt dưới bụng, gà miệng ngậm bông hoa hồng đỏ. Thứ hai là nên quay đầu gà hướng về bát hương với tư thế được gọi là con gà biết kêu, biết gáy và đang trầu. Phong thủy gia cát, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.